gặp con này hãy bắt ngay. Vì đây là con hải quỳ, con này có giá trị dinh dưỡng rất là cao. Người ta nói ăn con này là người ngủ cố thức. Nani? Con gặp con này thì các bạn nên thả nó đi, nhưng nhớ là thả nhẹ tay vào chảo dầu nhé. Con gặp con này theo các bạn nên thả vào đâu?